Xin chào anh Nguyễn Hoàng và xin chào anh Vũ Văn Nam và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test hàng cho hai anh. Có đặt hàng bên em bao gồm mic bạc xanh đơn và mic đơn vàng gold dùng pin AA. Thì đầu tiên em sẽ test hàng cho anh Nguyễn Hoàng ở Bình Dương. Anh có đặt hàng bên em một mic đơn, bộ mic đơn dùng pin AA màu vàng gold. Hiện tại bên em đang bán với giá cho bộ này là 385.000. Ok, và bây giờ em sẽ kết nối nguồn và kết nối mạch loa kéo để test hàng cho anh. Và mic vàng gold này thì có thể được thay đổi từng tần số nhá các bạn. Đây, và bây giờ em sẽ set tần số cho. Đây, set tần số thì bóng xanh sẽ nháy để không bị trùng số. Ví dụ như bây giờ bên hàng xóm sẽ có một cái mic như thế này thì mình không bị trùng số ở cùng với tần số đấy. Ok. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, và như vậy là mic đã hoạt động rất tốt. Và bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu và gửi hàng cho anh. Đây là ký hiệu ở trên mạch thu. Và đây là ký hiệu ở trên mic. Ok, và tiếp theo em sẽ test hàng cho anh Vũ Văn Nam ở Đồng Nai. Có đặt hàng ở bên em là 2 mic đơn màu bạc xanh. Thì em sẽ test một mic trước. Và một mic đơn màu bạc xanh này thì bên em đang bán với giá là 325.000. Và đi kèm theo đó là một dây jack kết nối tín hiệu đơn 5 chân. Ok, và bây giờ em sẽ kết nối mạch loa kéo để test hàng. Ok, và như vậy là bóng led ở trên mic đã sáng. Và dưới đây là bóng đèn led ở trên mạch cũng đã sáng. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, và như vậy là mic đã hoạt động rất tốt. Và bây giờ sẽ lấy dấu ký hiệu và gửi hàng cho anh. Ok, đây là ký hiệu ở trên sản phẩm của anh. Mic đơn màu bạc xanh. Và tiếp tục em sẽ test mic thứ hai. Ok, và như vậy là màn hình led ở trên mic đã sáng. Và dưới đây là bóng đèn led trên mạch đã sáng. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên. Ok, và như vậy là mic đã hoạt động rất tốt. Và bây giờ sẽ đánh dấu ký hiệu. Đây là ký hiệu trên sản phẩm của anh. Ok, và xin cảm ơn hai anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo.